Ok, chào bạn. Ở trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn ván đấu của Lê Quang Liêm và kỳ thủ Naidit, người Azerbaijan. Hệ số Elo là 2664. Đây là vòng 6 của giải BChess 2022, nơi mà Quang Liêm đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Trong ván đấu trên thì Lê Quang Liêm cầm quân trắng và kỳ thủ Naidit cầm quân đen. Đây là kỳ thủ lớn tuổi nhất giải. Anh 36 tuổi, còn Lê Quang Liêm thì 31 tuổi. Ở đây chúng ta bắt đầu. Quang Liêm vẫn như thường lệ, anh chơi nước D4. À xin lỗi, trong ván đấu này thì Quang Liêm chơi C4. Bắt đầu cho khai cuộc English. Ở đây thì đen chơi E5, chúng ta có khai cuộc C4 E5. Đến lượt trắng phát triển mã C3. Đen đẩy tốt lên D6. Lúc này nếu trắng đưa mã lên F3 thì bên đen sẽ đẩy tốt F5 và đen sẽ có một lợi thế ở không gian. Nhưng trong ván đấu này thì Liêm lựa chọn là lên tốt ở D4, muốn đổi với quân tốt của đen. Tốt ăn lên thì bên trắng sẽ đổi hậu. Ở đây thì đen lựa chọn là ăn tốt của trắng, trắng lấy hậu ăn lên. Đen đưa mã lên C6 đổi hậu. Ở đây thì Liêm lùi hậu về D2. Chúng ta thấy là quân hậu đã chặn đường phát triển quân tượng. Cho nên là ý đồ của Liêm sẽ là đẩy tốt lên B3 và phát triển tượng lên B2, kiểm soát đường chéo dài từ A1, H8. Đến lượt đen, đen đưa mã lên F6, trắng đưa mã lên F3. Đen đẩy tốt A5. Chúng ta thấy là ý đồ rõ ràng, đó là khi đen muốn đẩy tốt lên A4 để ngăn cho trắng đẩy tốt B3. Đến lượt trắng đẩy tốt E3, chuẩn bị lấy đường phát triển tượng và nhập thành. Nhưng mà ở ván đấu này thì bên đen lại không đẩy tốt xuống A4, mà đen lại đẩy tốt lên G6. Có vẻ như là đen đang chờ đợi một điều gì đó. Chúng ta thấy là đẩy tốt G6, bên đen muốn phát triển tượng lên G7, cũng lại kiểm soát đường chéo A1, H8. Đến lượt trắng, lúc này thì vẫn như kế hoạch, bên trắng đẩy tốt lên B3. Và đến đây thì bên đen mới đẩy tốt xuống A4. Rõ ràng đây là một nước đánh đầy ý đồ của bên trắng, và có thể gọi là một nước đánh mới như Quang Liêm nhận xét. Trong trường hợp này, ở nước thứ 8 này thì bên trắng mất 5 phút suy nghĩ và Quang Liêm lựa chọn là lấy mã để ăn tốt A4. Ngay lập tức thì đen đẩy tốt lên D5. Rõ ràng đây là một nước tính toán có ý đồ của đen. Trong trường hợp này, nếu trắng lựa chọn là ăn tốt của đen, đen sẽ lấy xe ăn mã, một nước hy sinh xe. Tốt ăn lên thì tượng sẽ đưa vào B4 và bẫy hậu của trắng. Một nước đánh đầy ý đồ. Và Liêm mất khoảng 5 phút để suy nghĩ trường hợp này. Sau đó thì anh lựa chọn là không ăn tốt D5, mà lựa chọn là đẩy tốt từ C4 xuống C5 để chặn đường của tượng. Ở đây thì đen hy sinh không thành công. Anh quyết định là đưa mã lên E4 để đuổi hậu. Liêm chạy hậu ra B2. Ở đây nếu Liêm chạy hậu ra C2 thì bên trắng sẽ đưa tượng lên F4. Nếu đen đưa tượng F4, trắng đưa tượng D3 thì bên đen sẽ nhảy mã B4 tấn công tượng và hậu. Một vị trí rõ ràng là không tốt cho trắng. Sau đó quân tượng có thể phát triển lên G7, đe dọa xe. Vậy trong ván đấu này thì Liêm lựa chọn là chạy hậu ra B2 đuổi xe. Ở đây thì đen vào xe G8. Đến lượt trắng. Trắng phát triển tượng lên B5, ghi mã. Ở đây thì nếu đen đưa tượng lên G7 thì bên trắng sẽ đưa mã lên D4 để chặn lại. Chính vì vậy bên trắng lựa chọn là ghi mã. Đến lượt đen, đen ngay lập tức đưa tượng lên D7 để tháo ghim cho mã. Trắng nhập thành. Đen đưa tượng lên G7 đuổi hậu và trắng đưa mã lên D4 để chặn tượng lại. Lúc này thế trận đang thiên về tính toán chiến thuật rất nhiều. Đến lượt đen, đen phát triển hậu lên H4. Mục đích của đen sẽ là phát triển tượng lên E5 và kết hợp với hậu tấn công và tốt ở H2. Đến lượt trắng, ngay lập tức thì trắng tấn công tiêu diệt quân mã ở C6 để giải phóng áp lực cho vị trí D4 của trắng. Đen lấy tượng ăn lên. Trắng đẩy tốt lên đuổi mã. Lúc này thì đen đưa tượng lên
E5 thì bên trắng có thể đẩy tốt lên F4 để chặn tượng, hoặc là đẩy tốt lên G3. Trong ván đấu này thì bên đen chạy mã về G5. Mục đích của đen chúng ta dễ thấy là đen sẽ đưa mã về E6, tiếp tục gây áp lực vào quân mã ở D4 của trắng. Tất nhiên là Quang Liêm đã tính toán được nước này rồi, nên anh mới đẩy tốt lên F3 đổi mã. Và để cản lại thì Liêm lựa chọn là đưa hậu vào E2. Sau đó thì anh sẽ phát triển tượng lên B2 để phòng thủ cho quân mã ở D4. Vẫn theo kế hoạch thì đen đưa mã về E6 đuổi mã của trắng, tấn công mã của trắng. Trắng đưa tượng lên B2 để phòng thủ. Đen ăn, trắng lấy tượng ăn lên. Đen đổi tượng, trắng lấy tốt ăn tượng và chiếu. Lúc này có nước chiếu cho nên bên đen sẽ không tấn công được con tốt ở D4. Ở đây thì đen lựa chọn là chạy vua vào D8. Nước này nước đánh không tốt của đen. Nước tốt có lẽ đen nên chạy vua vào F8, sau đó lên G7 thì quân vua sẽ an toàn hơn. Nhưng mà ở đây thì bên đen lại lựa chọn là vào vua D8. Đến lượt trắng. Trắng về hậu ở D1 để giữ quân tốt ở D4 và quân tốt lên A4. Đen lấy tượng ăn mã, trắng lấy tốt ăn lên. Chúng ta thấy là một nước về tượng để về hậu để bảo vệ cả đôi tốt. Đến lượt là đen. Đen đưa xe ra E8 chiếm cột mở cột E. Trắng vào xe B1 tấn công vào tốt ở B7. Đen đưa vua vào phòng thủ. Ở đây thì trắng vào vua H1, một nước an toàn vua để tránh khỏi đường chéo G1 D4. Đến lượt đen. Đen đẩy tốt lên C6. Trắng đưa hậu lên B3 tấn công vào tốt ở B7. Đen đưa xe lên E7 để phòng thủ. Lúc này thì phải bảo vệ quân tốt ở D4. Trắng đưa hậu lên B4. Ở đây thì đen sẽ làm gì? Chúng ta thấy là một vị trí không thực sự tốt cho đen khi mà quân xe ở A8 rất khó để phát triển. Và đen lựa chọn là đưa vua vào D8. Bây giờ mục đích của đen sẽ là chạy vua ra E8, F8, sau đó lên G7. Và quân hậu thì có thể phòng thủ chỗ F6, như vậy là vua của đen an toàn. Như vậy là đen đã mất rất nhiều thời gian để chạy vua được vào G7. Nhưng mà nhận ra điều này thì Quang Liêm ngay lập tức không cho đen có cơ hội chạy vua vào G7. Anh lựa chọn là đẩy tốt lên G3 đuổi hậu. Đen lùi hậu về F6. Và trắng đưa xe ra E1. Lúc này nếu đen ăn, trắng lấy xe ăn sang, Liêm hy sinh một tốt, hậu ăn F3 chiếu vào vua. Thì lúc này quân hậu sẽ hết nước chiếu và xe sẽ kiểm soát cột E, không cho vua đen di chuyển ra E8, F8 và lên G7. Đây là ý đồ của Quang Liêm. Và sau đó thì bên trắng có thể tấn công dễ dàng quân tốt ở B7. Chính vì vậy, ở đây thì đen cảm thấy không ổn. Anh quyết định là lại đưa vua ra C8. Đến lượt trắng. Trắng đưa vua lên G2. Đen lên xe A6. Lúc này thì quân vua của đen sẽ đưa vào B8 và A8. Như vậy quân vua tạm thời an toàn. Còn đâu quân xe ở A6 thì vẫn chưa phải quân xe phát triển. Nhưng mà ít ra thì nó cũng phát triển hơn là vị trí A8. Đến lượt trắng. Trắng đẩy tốt lên A5. Lúc này mục đích của trắng sẽ là củng cố cho vị trí B6. Và bên trắng sẽ đưa xe ra B1 và đưa vào B6 để giúp quân xe mạnh hơn, quân xe tấn công vị trí của vua đen. Đến lượt đen. Đen vào vua, vẫn kế hoạch anh an toàn vua. Trắng đưa xe ra B1. Đen đẩy tốt lên G5. Ở đây thì bên đen muốn tấn công phá cấu trúc tốt cánh vua của bên trắng. Ở đây thì bên trắng đưa hậu về A2, chúng ta D2. Chúng ta thấy là bên trắng chuẩn bị đưa xe xuống B6 để gây áp lực lên cánh vua của đen. Đến lượt đen, vẫn kế hoạch đen đẩy tốt xuống H4. Và ngay lập tức thì Liêm đẩy tốt lên G4. Ở đây thì Liêm tránh đổi để bị
phá cấu trúc tốt cánh vua. Ở đây thì đen tiếp tục đẩy tốt lên G5. Lúc này về mặt thời gian thì Liêm còn khoảng hơn 20 phút, trong khi bên đen thời gian chỉ còn tính bằng giây. Và ở đây thì đen đi rất nhanh, và có lẽ là một phần như vậy cho nên anh đã mắc sai lầm. Đến lượt trắng. Trắng vẫn kế hoạch đưa xe xuống B6, có thể là chồng nốt xe và cột B. Đen vào hậu ở E6. Trắng ăn tốt, ngay lập tức ăn tốt ở G5. Đen ăn lại tốt ở A5. Và trắng đưa xe lên F2 để giữ quân tốt ở A2. Đến lượt đen. Đen đưa hậu xuống E1. Và trắng đưa hậu xuống D2, đuổi hậu. Ở đây thì vừa đuổi hậu và vừa đuổi xe, cho nên là bên đen bắt buộc phải ăn hậu. À, ở đây thì đen lại chạy xe. Trắng ăn, đen lấy xe ăn hậu. Và bên trắng đưa xe ra B2, chồng xe tấn công vào quân tốt ở B7. Và đến nước thứ 39 này thì đen chịu thua. Một lợi thế rõ ràng rất lớn dành cho trắng khi mà xe đang tấn công vị trí B7. Ở đây nếu trong trường hợp đen về xe ở A7 thì bên trắng có thể ăn sang tốt ở C6. Sau đó thì quân vua có thể lên H3 và tấn công tốt ở H4. Và một lợi thế rõ ràng cho trắng khi mà trắng có hai tốt thông ở cánh vua. Và đến đây thì nước thứ 39, sau khi trắng đưa xe ra B2, đen đã chịu thua. Một chiến thắng rất là xứng đáng, một chiến thắng có thể gọi là thuyết phục cho Quang Liêm ở vòng thi đấu thứ 6. Vậy với 6 ván đấu đã qua thì Quang Liêm đạt kết quả là 4 thắng và 2 thua, chưa có hòa ván nào. Đúng là lối đánh rất cống hiến của Quang Liêm, một là thắng, hai là thua. Và trước vòng đấu cuối cùng thì Quang Liêm có 34 điểm, hơn người xếp thứ hai là chú bé SC Penco người Nga 3 điểm. Và vòng cuối gặp chính SC Penco, Quang Liêm chỉ cần một ván hòa là chắc chắn lên ngôi vô địch. Còn đâu nếu thua thì anh cũng chắc chắn ở vị trí thứ hai. Và cuối cùng, các bạn hãy đăng ký kênh CTC để sớm cập nhật những video hay của các kỳ thủ trên thế giới. Và chào các bạn, hẹn gặp lại.